bà chơi kìa chúng ta nào. Vừa nói xong. Đẹp hơn cây cảnh châu của cây châu cây này nhá, các ông còn bảo là dành dành nó cũng để cho anh nằm. Các ông nói bỏ chú Vương. Chào buổi giờ nhá. Nói chú Vương là bỏ cây này xem có phải là ghép không, hay là nếu cúc mốc thì nó là hàng quý. Không bao giờ là ghép luôn. Thế vừa đấy anh nhầm là anh đâu ở cái cả 500-700 cây ở triển lãm không bao giờ đụng hàng. Trong khi tôi đi chia sẻ những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm tỉnh Bắc Ninh. À, tôi thấy các anh đang đứng chiêm ngưỡng và bàn tán xung quanh một tác phẩm cúc mốc. Vâng, tôi cũng xin phép các anh được chia sẻ luôn cái tác phẩm cúc mốc như thế này. Cái này một cái tốt nhất đấy. Cái cúc mốc này thì mùa hè của nó rất dễ bị giạt vì mưa. Nhưng mà đứng ở đây để anh quay chú. Đây chú để nói, chú nói đi. Con này cái bể dễ cũng đẹp hết đấy chị nhỉ. Chú cứ nói về rất rộng như này. Cái này nó rất là hợp mấy cái ký và đá hợp thủy. Đá hợp thủy thì nó được cái này lên. Mùa đông thì nó lên tuyết, nhưng mà mùa hè thì nó dễ bị nóng bã trầu rồi đấy. Mà được một cái thân như này là cực kỳ hiếm có. Gần mà lại cây này là cây trực mà có cành to như này là hiếm à. Chủ nhân. Và chúng ta xem miền Nam nó gọi là nguyệt mạch. Chủ nhân của tác phẩm là ai? Đúng rồi, anh Trần Xuân Lộc ạ. Chủ nhân của anh Trần Xuân Lộc. Đây, chủ nhân đây ạ. Vâng, cho tôi xin được phép ghi hình ảnh của ông chủ cây cúc mốc Trần Xuân Lộc. Chứ ông kính là ông Trần Xuân Lộc. Mốc mà nó chữ chạm. Nhưng mà nó cũng là cái chữ chạm. Miền Nam nó gọi là nguyệt mạch. Mình cầm tay và cầm tay. Bắc người ta gọi là cúc mạch. Đây, nguyệt mạch. Đây, nguyệt mạch. Nếu không cúc to này hiếm lắm. Để có được cái thân như này là rất là nó không khác gì nói chung là nó được cái mệ này của nó cũng đẹp đấy chứ nhỉ. Nhưng mà bác nhân gọi là cúc mốc này. Cúc mốc nó là cúc mốc. Miền Nam người ta gọi là. Vào đây anh em đi qua bộ Vương này, nhìn cái cây cúc mốc này. Nếu mà xem có phải là ghép không? Nếu mà cúc mốc thật thì là đúng là độc nhất. Quý lắm. Độc nhất cái này à. Đúng nhất vô nhị đấy hả? Ông à, đưa anh đô đấy thì là nó à? Chú tìm cái thứ hai cả. Đúng là nó đến dòng cây cúc mốc thì đây là một cây rất hiếm gặp. Riêng về dòng cây cúc mốc. Nhưng mà nếu mà cây này mà gặp mưa mà không bó hoa không? Cây có hoa. Và rất là thú vị khi trong ấm chè chúng ta có một hai lá cúc mốc nó đưa vào cho mà đau mà thấy rất là thơm. Em nghĩ là dăm nhiều cho nên là cái thân nó không to được. Cái này nó được, cái này là rất hiếm. Thân này nó cây này nó là thơm. Cái này mùa này thì rất đẹp. Cúc mốc đẹp nhất trong cái đồng. Nó là thân thân nào. Đúng. Và với ba chữ huyện Quế Võ đã gợi lên bao nhiêu những cái kỷ niệm của tôi trong thời gian những năm 79. Tôi sống mà, ở Quế Võ, Hà Bắc. Để sai cái lần trước em thấy là cây gì nhỉ? Nghe chung đi, tôi xin phép được chia sẻ với các bạn những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật của huyện Quế Võ có mặt trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh ngày 25 tháng 2, 2018. Vừa Vương chụp cho anh Thu cái là 45 à 55. Vừa, lấy máy của Chào anh. Vâng, chào anh nhé. Đây là của anh Nguyễn Văn Khoa, Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh. Đủ ngay nhé. Không chưa anh rồi. Nào, đẹp đấy. Tuấn à? Anh Tuấn à? Chào anh. Rồi anh mua cây 30 triệu. Cho mình một tí nữa được không? Dạ. Mình đang rửa đây nhá. Anh Vinh ơi, anh rất mừng anh đầu xuân năm sớm mới mua cây này. Tuấn ơi, mình đang chia sẻ cái tí này được không? Khoảng độ 10 phút đấy nhá. Kiên trì tí. Anh bảo cộng thêm một tí này. Mình không đang làm, mình không muốn cắt máy. Cây này không phải cây quý. Vừa làm xong rồi Tuấn ơi. Cái tác phẩm Phu Thê Sinh Quý Tử gì? Đây nha, anh nói anh không dịp lời đâu. Anh bảo cộng thì anh bán. Đâu? Không, cái cây mưa đằng kia kìa. Cây mà Tuấn bảo đến đấy. Đây là cây là Phu Thê Sinh Quý Tử luôn đấy. Đây đường cho cái này. Nhưng mà chú Vương đứng này cũng này. Đúng rồi. Cái chú chỗ này tí được. Đẹp đấy nhá. Làm cho 5 anh em nhá. Quả nữa đây. 5 anh em trên sẽ tăng. Anh cho thấp máy vào đi đây. Làm ông đẹp chơi hàng mốc. Ôi nhầm hàng này đi chơi hàng mốc. Mày chỗ đây đâu?
lâu anh đâu vào đây nữa. Đây là những tác phẩm của huyện Quế Võ. Cây vọng cách. Mình nhận ra rồi. Nhận chưa? Nhận ra rồi. Xin chào nhé. Thế đến đâu chưa? Mình đến đây quãng độ từ lúc chỉ gần 10 giờ. Vào dự khai mạc xong đi ăn cướp. Xong rồi ra đây làm thôi. Ông mang 3 cây. Cây nào? 3 cây mới mua. Cây mới mua ở đằng kia. Đây là bay. Cứ mình đang dở cái này tí khoảng độ 5 phút nữa thôi. Đã, mình đi lùi đến đây cái xong rồi đến nhá. Cho hết cái số cây của huyện Quế Võ. Quế Võ mình đã ở đây ở sống ở Quế Võ một thời gian rồi. Những cây vọng cách có những cái thân lụa.
đặt cái đẹp đúng không? Hả? Đặt cái đẹp không? Ừ. Đặt cây đặc sắc. À thế ở lương tài mình vang lên nhiều không? Lương tài 30 tác phẩm. À. À của cháu muốn mua 2 cây đẹp lắm. Ngô Đăng Khoa. 2 cây năm điền. 2 cây xanh điền á? Vâng, 2 cây xanh năm điền. Cây giáng long, cây giáng phượng cũng có mang lên đây không? Chưa có mang lên đây không? À, thế bây giờ mình đến mình chia sẻ cho. Vâng, chú quay đấy. Bây giờ mình đến mình quay. À, anh đọc cho tôi cái thẻ này là có phải của Quế Võ không? Hay Yên Thế? Yên Thế rồi. Yên Thế. Ờ, thế Quế Võ có một hàng này thôi nhỉ? Ờ, đấy, Yên Thế. Để xem hay bên này. Anh sang cái hàng bên này xem có không, bên này đấy. Xem có của Quế Võ không? Đúng rồi, chắc là những cái hàng này đấy. Có 2 hàng đây. À, cây xanh này cũng của Quế Võ đây. Bên vâng, mình đi hàng này cho đến hết đằng kia. Ở đây là những cây cảnh nghệ thuật của huyện Quế Võ. Tí nữa mình sang Lương Tài, mình quét đến chỗ kia là xong Quế Võ cái này mình chuyển sang Lương Tài mình làm cho những hình ảnh của cây cảnh nghệ thuật Lương Tài và Quế Võ là 2 hàng đứng sát nhau. Đâu? Đến đấy là Quế Võ, đến đây là đây 2 hàng này, 3 hàng này Lương Tài. Không, người ta chiếu thẳng cái này mà. Chiếu thẳng bên đấy là Quế Võ. À thế à? Ừ. Thế là chấm dứt của Quế Võ rồi à? À thì mình đã xin dừng hình ở đây. Quay bên này. À, đó là những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của huyện Quế Võ. À, đến đây để trưng bày sự triển lãm thành phố Bắc Ninh. À, trong khi đi tham quan triển lãm cây cảnh nghệ thuật của tỉnh Bắc Ninh, tôi có thăm một số những tác phẩm cây xanh của anh Đoàn Văn Thái. Ở trung kênh Lương Tài, Bắc Ninh. Tác phẩm đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là tác phẩm xanh, một tác phẩm xanh dáng phượng vũ. Này dễ mà tuấn kinh nhỉ. Lấy cái này nó ra cái này nó ở kia nó đưa anh chơi này lâu chuyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian ở đây rồi. Có ba cây, hai cây tập trung, cây bonsai để mà tăng ba tầng. Cây già vì màu đồng. Đúng phong vũ đẹp trong vẻ. Đầu tiên bay nhìn thì tưởng là trực lắc đám đúng phượng. Thật xịn phượng đấy. Đang lắc mình cũng muốn đấy. Rất đẹp. Mê rằng là cây này mê. Cây này mê. Và đến tác phẩm thứ hai là tác phẩm xanh giáng long. Anh Dục đây à? Cây này anh đừng đụng, không đừng bắt tao phải trước gì cả, nguyên bản. Và trong khi chia sẻ, tôi đã tìm được ông chủ của hai tác phẩm này là anh Đoàn Văn Thái. Tôi muốn để đáp ứng được nhiều người theo dõi kênh Hương Sắc Đỗ Sinh, tôi có muốn gặp anh Thái để thông qua cái chia sẻ của anh. Ngày nào mà xem 2-3 tiếng chúng ta cũng sẽ biết được cái anh ơi, anh đến gần đây cái. Tôi hơi tò mò một tí. Bây giờ cái tác phẩm xanh long này của anh mà anh muốn người ta muốn giao dịch với anh thì giá khoảng bao nhiêu tiền anh? Cái này muốn giao dịch thì 35 triệu. 35 triệu. Vâng. Anh Thái cũng đã thông cảm và mạnh dạn ngay trực tiếp tại triển lãm anh cũng báo giá với chúng ta như vậy. Tôi chia sẻ tác phẩm và chia sẻ cả cái số điện thoại của anh Đoàn Thái. Nếu chúng ta có muốn giao dịch trực tiếp, xin mời các bạn gọi 0967611338. Đây là số điện thoại 0967611338. Vâng. Và để quay sang tác phẩm xanh Phượng Vũ, tôi cũng muốn để giúp với các bạn xem video. Muốn được biết ý kiến của anh Thái khi giao dịch thì tác phẩm này với anh thì giá khoảng bao nhiêu anh? Cái này 25 triệu. Vâng. Tôi thấy những cái tác phẩm xanh như thế này mà 25 triệu cũng hợp lý anh ạ. Vâng. Đó là nội dung với hai tác phẩm xanh của anh Hoàng Thái. Tôi đã chia sẻ với các bạn. Và anh Thái cũng đưa tôi đi xem một số những tác phẩm của anh được trưng bày trong khu vực huyện Lương Tài đến với triển lãm Bắc Ninh. Đây là tác phẩm xanh trực lắc. Vâng, là một cây xanh trực lắc. Và với cây này thì tôi cũng mạnh dạn hỏi luôn anh Thái là nếu anh giao lưu thì giá bao nhiêu anh? Thì giao lưu 7 triệu. 7 triệu. Vâng. Còn cây nào nữa? Giống mỗi cây bonsai. Hết rồi. Hai bên này cũng được. Thế là Thái mang 3 cây đến đây à? Vâng, mang 3 cây. Thế mấy cái cây đẹp đẹp mà hôm tôi đến vườn đấy đến đâu rồi? Hà Nội về mua hết. Đấy, hôm đấy lên mạng ấy về những cây bonsai cháu bê. Thế tôi chả nói mấy anh à, tôi bảo những cái cây mà tôi quay kỹ và tôi nhấn mạnh là sẽ có người đến vườn anh bê luôn. Trao đổi được mua những cái cây như này. Thế mà anh không điện anh thông báo với tôi được một tí. Cây hoa giấy. Sau khi tung video của bác, nhờ bác tung video lên Hà Nội xem lên mua. Quá. Cuối năm anh phải báo tin cho tôi để tôi mừng chứ. Nhiều việc quá. Vâng,
Thế là sau khi mình tung video lên thì Thái bán được mấy cây? Được 4 cây, toàn Hà Nội lên lấy à? Được Hà Nội. Bởi vì có hai cậu điện họ hỏi mình, hỏi mình cái thế nào thì mình chỉ nói qua thôi. Mình bán rẻ như cho là. Mình bảo những cái cây đó của Thái thì thực ra là cái cốt cách của nó phát triển rất tốt. Mình về mình sẽ trau chuốt thêm, làm lại cái tay bông cho nó chuẩn. Cốt cái cơ bản là cái cốt cây là nó già cây rồi. Thế là được rồi. Ít nhiều anh cũng trao đổi được mấy cây khác. Trao đổi. Thế được rồi, cảm ơn Thái nhá. Còn từ đây đến kia là cây của Lương Tài à? Vâng, đây là 2-3 hàng này là của Lương Tài. Tức là từ đây chạy suốt từ đầu kia đâu này? Từ 3 hàng này tận. Đây là số những tác phẩm của huyện Lương Tài. Cây si của Phạm Thị Bắc, thị trấn Thứa. Một phút nữa.